Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh youtube Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 khóa 15 đã bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước và miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ điều hành Bộ Công an cho tới khi cấp có thẩm quyền kiện toàn trước danh Bộ trưởng. Trong video này, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý. Hai vị tư lệnh ngành công an cùng làng, cùng họ tô. Những dấu ấn đặc biệt trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an của Đại tướng Chủ tịch nước Tô Lâm. Quy trình bầu và tiêu chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là quê hương của hai vị tư lệnh ngành công an cùng họ Tô. Đó là đồng chí Lê Giản, tên thật là Tô Dĩ, và Đại tướng Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí Lê Giản, tên thật là Tô Dĩ, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1911 tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, mất ngày 20 tháng 10 năm 2003 tại Hà Nội. Là một nhà cách mạng và chính khách Việt Nam, ông là người đứng đầu ngành công an Việt Nam từ năm 1946 cho đến năm 1952. Ông được nhà nước Việt Nam truy tặng huân chương Hồ Chí Minh năm 2011 vì những đóng góp của mình đối với đất nước. Lực lượng Công an Nhân dân thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngay khi cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi. Sau đó, các tổ chức công an lần lượt ra đời ở cả ba kỳ, Sở Liêm Phóng ở Bắc Kỳ, Sở Trinh sát Trung Bộ tại Trung Kỳ, Nam Bộ Quốc gia Tự vệ Giải phóng quân tại Nam Kỳ. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh số 23SL thống nhất các lực lượng công an trong toàn quốc lấy tên Việt Nam Công an vụ đây là tổ chức bộ máy công an thống nhất trong toàn quốc sau khi thành lập chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhà Công an Trung ương thuộc Bộ Nội vụ dưới sự điều khiển trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Lê Giản được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà Công an Việt Nam từ tháng 4 năm 1948 tới tháng 9 năm 1952. Trước đó là Giám đốc Công an vụ. Ông được đánh giá là một nhân vật đặc biệt trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của ngành Công an Việt Nam từ năm 1946 tới năm 1952. Trên cương vị đứng đầu ngành công an, đồng chí Lê Giản đã hoạt động tích cực để bảo vệ chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ. Ông là người chịu trách nhiệm cao nhất trước đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, trước Bộ Nội vụ và chính phủ về việc đập tan âm mưu câu kết của quốc dân đảng với thực dân Pháp nhằm lật đổ chính quyền cách mạng. Dấu ấn đầu tiên và đặc biệt của đồng chí Lê Giản đối với ngành công an, với đất nước và đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng chính là việc đồng chí đã chỉ đạo phá vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu nổi tiếng Việc chỉ đạo và phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu không chỉ đập tan một cuộc đảo chính, phản cách mạng, mà còn phá tan hệ thống tổ chức của một đảng phản động có thực lực nhất, phá vỡ liên minh phản cách mạng giữa những đối tượng bên trong và các thế lực bên ngoài. Vụ án Ôn Như Hầu nếu không có tinh thần quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, hết mình vì sự nghiệp cách mạng của đảng, vì vận mệnh của chính quyền cách mạng, vì sự an toàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì phái đoàn của chúng ta lúc đó đang công tác biên pháp, thì không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Đây là một đóng góp rất quan trọng, dấu ấn của đồng chí Lê Giản với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong 6 năm đứng đầu ngành công an, từ năm 1946 tới năm 1952, đồng chí Lê Giản cũng là người đã đề xuất với Bộ Nội vụ, với Chính phủ để hoàn thiện từng bước hệ thống bộ máy của lực lượng công an non trẻ lúc bấy giờ. Năm 1950, Bộ Nội vụ ban hành nghị định thành lập công an xã, xây dựng hệ thống tổ chức công an ở cấp cơ sở. Năm 1951, tiếp tục ban hành nghị định thành lập công an huyện, như vậy đến năm 1951 về cơ bản theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và nhà công an đã quán triệt sâu sắc đã hoàn thành việc thiết lập tổ chức bộ máy công an theo ngành dọc từ nhà công an trung ương xuống đến ban công an xã đây là một đóng góp cực kỳ quan trọng và thể hiện tầm nhìn của đồng chí lê giản đối với sự phát triển của tổ chức bộ máy của ngành công an đồng chí lê giản giám đốc nhà công an tổng giám đốc nhà công an trung ương vị tư lệnh đầu tiên của ngành công an 2. đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an những dấu ấn đặc biệt của Đại tướng Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ ngày 9 tháng 4 năm 2016. Qua 8 năm điều hành lực lượng công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã biến lời hứa thành hành động, để lại nhiều dấu ấn đột phá nổi bật. Cuộc cách mạng của ngành công an Vào năm 2018, Bộ Công an đi đầu trong công tác tinh gọn lực lượng, bộ máy của Bộ Công an không còn 6 tổng cục trực thuộc, gần 60 cục được sắp xếp lại, giảm gần 300 đơn vị cấp phòng ở công an địa phương sau khi sắp nhập cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tổ chức lại giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội. Bộ trưởng Tô Lâm cũng quyết định điều động 25.000 công an chính quy về cấp xã, thay thế cho gần 14.000 phó trưởng công an xã thị trấn và 113.000 công an viên. Sự điều động này không chỉ giúp lực lượng công an gần dân phục vụ tốt hơn cho người dân ở tất cả các địa bàn trên cả nước, mà còn giúp bộ máy tinh gọn, hoạt động chuyên, hiệu quả hơn phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở theo phương châm trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an tham mưu trình quốc hội thông qua năm luật trong một năm trong lịch sử quốc hội bộ công an là bộ đầu tiên tham mưu trình quốc hội thông qua năm luật trong một năm đã ứng kịp thời yêu cầu cấp bách phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đây đều là những dự án quan trọng có phạm vi ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân và tác động đến kinh tế xã hội gồm có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 3 điều. Nổi bật là việc sửa đổi về giấy tờ xuất nhập cảnh và sửa đổi về cấp hộ chiếu phổ thông trong nước hay việc nâng thời hạn thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh. Luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 bắt đầu có hiệu lực. Luật này thay đổi căn bản so với luật căn cước công dân năm 2014, sửa đổi tất cả 39 điều, bổ sung 7 điều. Trong đó, dự án luật này, cách thức quản lý công dân thay đổi hoàn toàn, chuyển từ quản lý thủ công trước đây sang quản lý cả thủ công và điện tử. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc điều chỉnh này sẽ bảo đảm không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không làm tăng chi ngân sách và góp phần kiện toàn, tinh gọn, thống nhất một đầu mối, cắt bỏ được các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng hiện nay đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong quá trình chủ trì soạn thảo, xây dựng các dự án luật được giao, Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý, đó là phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết không cua cậy càng, cá cậy vây, không xem đó là việc riêng của bộ ngành nào. Xử lý nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn. Liên tiếp nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn được Bộ Công an điều tra xử lý với hơn 4.400 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế, hơn 800 vụ, gần 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2022. Qua đó thu hồi được nhiều hơn tài sản cho nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế xã hội. Hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. Sáu đại án điển hình là kết quả nổi bật trong công tác điều tra, xử lý tham nhũng tiêu cực. Gồm: Đầu tiên là vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, điển hình sai phạm trong lĩnh vực y tế, chuyên môn sâu, cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 33 vụ án, 133 bị can. Đại án thứ hai xảy ra tại tập đoàn FLC, điển hình sai phạm trong lĩnh vực thao túng thị trường chứng khoán, chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, đã khởi tố 21 bị can, đã kết luận điều tra giai đoạn 1 và đề nghị truy tố. Thứ ba là vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, đến nay đã kết luận điều tra, ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án thứ tư liên quan đến công ty AIC, điển hình sai phạm trong đấu thầu, đấu giá đã khởi tố 4 vụ án, 71 bị can, trong đó đã xử lý hình sự một nguyên bí thư tỉnh ủy, một nguyên chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ diện tỉnh ủy quản lý. Đại án thứ năm là điển hình sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, Dùng ngân hàng để làm sân sau cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và là vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Đến nay đã khởi tố 3 vụ án, 108 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương. 6 vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm địa phương, điển hình cho sai phạm có tính hệ thống kéo dài các cơ quan đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiến tới không dám, không thể, không muốn, không cần tham nhũng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh. Dấu ấn đặc biệt về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài để lại những dấu ấn đặc biệt trong việc tinh gọn bộ máy, đấu tranh phòng chống tội phạm, quá trình làm Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm còn chỉ đạo quyết liệt sát sao với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất quản lý căn cước công dân. Hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Đây là hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, giúp cung cấp các thông tin cơ bản, đầy đủ tính pháp lý về công dân, cắt giảm thủ tục hành chính bằng giấy tờ, giúp chính phủ chuyển đổi số mạnh mẽ. Để triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia thu thập cập nhật, bổ sung thông tin dân cư, đào tạo gần 24.000 cán bộ tại địa phương sử dụng hệ thống. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, hướng tới bỏ quản lý sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý cư trú điện tử. Chúng ta chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau. Hiến pháp quy định phải bảo vệ người dân, người dân có quyền sống bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, mục tiêu ý nghĩa bảo vệ nhân dân của việc này là rất lớn, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh. Tiêu chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ được bổ nhiệm theo 3 bước như sau. 1. Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Quốc hội ra nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Quốc hội ra nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. 3. Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội. Hiện nay, Hiến pháp năm 2013, Luật Công an nhân dân không quy định cụ thể về tiêu chuẩn để một người có thể được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, để được giữ chức vụ rất quan trọng này thì người đó phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây. Theo quy định 214 QĐTVK của Ban chấp hành Trung ương, quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an một Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên bộ chính trị, ban bí thư hoặc ủy viên ban chấp hành trung ương, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực có trình độ cao và am hiểu sâu sắc về quản lý nhà nước, nắm chắc pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế. 2. Có năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để hoạch định phương hướng, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực được phân công và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 3 có năng lực phối hợp giữa các bộ ban ngành và giữa trung ương với địa phương, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách chung của Đảng và nhà nước. 4. Có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành và quyết đoán, quyết liệt, kịp thời quyết định những vấn đề khó phức tạp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 5. Không bị chi phối bởi lợi ích nhóm. 6. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp thứ trưởng hoặc phó trưởng ban ngành đoàn thể trung ương hoặc lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy bấm like và share tới bạn bè người thân của mình để chia sẻ những thông tin hữu ích. Và đặc biệt, nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.